Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Tập đoàn Thuận An và nhiều công trình tai tiếng. Tập đoàn Thuận An là đơn vị mà Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế Buôn lậu C03 Bộ Công an đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cung cấp tài liệu liên quan đến gói thầu họ thực hiện trên địa bàn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn này, ông Nguyễn Duy Hưng cùng nhiều đồng phạm vừa bị khởi tố bắt tạm giam trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ. Dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, dài gần 40 km do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Ban Quản lý Dự án, làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư sau khi đội vốn hơn 1.800 tỷ đồng. Tháng 8 năm 2021, Ban Quản lý Dự án đã ký hợp đồng xây lắp gói thầu số 3 cho liên danh 4 nhà thầu thi công xây dựng với tổng trị giá gói thầu trên 520 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Thuận An ký hợp đồng gói thầu trên 105 tỷ đồng, thi công 5,2 km. Theo quan sát, đoạn đường dài 5,2 km không có bất kỳ hoạt động xây dựng nào đang diễn ra. Nơi đây, ngoài khoảng 350 m, một bên đoạn qua nút giao với đường cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột chưa được thảm nhựa, còn lại thì cơ bản hoàn thành thảm nhựa. Lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Hoài Ân, trụ sở Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ký kết với tập đoàn Thuận An để thảm nhựa toàn bộ 5,2 km bề mặt đường. Chúng tôi thảm nhựa thuê cho tập đoàn Thuận An giá 20 tỷ đồng, hiện còn khoảng 350 m một bên đường chưa thảm nhựa vì bên đó còn nợ 2 tỷ đồng. Tập đoàn Thuận An hứa sẽ chuyển trả tiền, khi có chúng tôi sẽ thảm nhựa hết. Người này thông tin. Theo tìm hiểu, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đông thành phố Buôn Ma Thuột chậm tiến độ, đội vốn do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và một số nhà thầu yếu năng lực. Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đông thành phố Buôn Ma Thuột dài hơn 39,6 km với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 1.500 tỷ đồng. Do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, dự án đã đội vốn lên hơn 1.800 tỷ đồng. Dự án khởi công từ tháng 12 năm 2021, dự kiến hoàn thành trong năm 2023 nhưng chậm tiến độ, đến nay vẫn chưa xong. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn, tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Trong đó, gói thầu số 3 dài hơn 20 km, giá trị hợp đồng hơn 490 tỷ đồng, do liên danh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng An Nguyên, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Sài Gòn, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Tập đoàn Thuận An thi công. Liên quan đến Tập đoàn Thuận An, thành lập từ năm 2004 nhưng đến năm 2019, thì doanh nghiệp này nổi lên là một ông lớn trong lĩnh vực xây lắp khi liên tục trúng các gói thầu trị giá hàng ngàn tỷ đồng ở nhiều công trình giao thông trên cả nước. Tại Bắc Giang, liên danh nhà thầu trong đó có Tập đoàn Thuận An trúng thầu gói thầu số 07 thi công xây dựng công trình thuộc dự án xây dựng cầu Đồng Việt. Giá mời thầu của gói thầu là 1.132,735 tỷ đồng, giá trúng thầu 1.132,351 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Văn Thạo, khi đó với vai trò là Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp, tỉnh Bắc Giang, đã ký quyết định phê duyệt trúng thầu, gói thầu số 7 này. Thanh tra Bộ Xây dựng từng phát hiện nhiều vi phạm tại dự án này. Bên cạnh đó, trong vai trò là nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh, Tập đoàn Thuận An cũng đang trong thời gian thi công hàng loạt gói thầu tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong đó, vào năm 2023, liên danh Tổng Công ty Xây dựng số 1, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Sơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, Tập đoàn Thuận An đã trúng gói thầu số 11XL thi công xây dựng công trình cầu Đại Ngãi 2 tuyến và các công trình trên tuyến có giá trúng thầu 1.727 tỷ đồng. Liên danh Tập đoàn Thuận An, Công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ khí Phương Nam, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam trúng gói thầu xây lắp số 02 thi công xây dựng đoạn km 22+000, km 32+000 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 với giá trúng 2.078 tỷ đồng. Tập đoàn Thuận An trúng thầu gói thầu số 07 thi công xây dựng công trình thuộc dự án xây dựng cầu Đồng Việt. Đáng chú ý, giá mời thầu của gói thầu này là 1.132,735 tỷ đồng, giá trúng thầu là 1.132,351 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1% so với giá mời thầu. Ông Nguyễn Văn Thạo, người vừa bị khởi tố với vai trò là Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, đã ký quyết định phê duyệt trúng thầu
gói thầu số 7 này. Đối với dự án cầu Đồng Việt này, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng đã phát hiện nhiều vi phạm sau quá trình thanh tra. Dự án này được Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang quyết định chủ đầu tư vào tháng 6 năm 2021. Đến tháng 5 năm 2022, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang ký quyết định phê duyệt dự toán công trình. Qua thanh tra cho thấy, tại thời điểm lập, thẩm định và trình Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang quyết định chủ trương đầu tư, dự án cầu Đồng Việt không có trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh là vi phạm quy định luật đầu tư công. Tuy nhiên, dự án đã được cập nhật vào quy hoạch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chính phủ phê duyệt năm 2022. Ngoài ra, việc tính chi phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, chi phí trồng lại rừng trong chi phí khác của tổng mức đầu tư dự án là chưa phù hợp với quy định pháp luật. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán khảo sát xây dựng công trình cũng xảy ra nhiều vi phạm. Trong đó, việc áp đơn giá nhân công, máy thi công tỉnh Bắc Giang để lập dự toán khảo sát phần khối lượng địa hình, địa chất trên địa bàn tỉnh Hải Dương là không đúng quy định. Cơ quan thanh tra nêu rõ, việc tính giá ca máy chờ thường trực công tác điều tiết giao thông thủy phục vụ khảo sát bao gồm các chi phí khấu hao, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác là không có cơ sở và không đúng quy định. Cơ quan thanh tra cũng nêu rõ, công tác tính chiều sâu khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào đất mố M1 đến độ cao 15,8m là chưa phù hợp với hồ sơ khảo sát địa chất, cao độ đáy lớp bụi rất dẻo, bụi ít dẻo, sét ít dẻo màu xám nâu, trạng thái chảy âm 18,4m. Việc tính khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào lớp sét ít dẻo, xám trắng nhân thêm hệ số 1,2 với định mức khoan tương ứng là không đúng theo quy định. Kết quả thanh tra cũng cho thấy, công tác ký kết hợp đồng thi công xây dựng cũng có nhiều vi phạm. Theo đó, hợp đồng thi công xây dựng công trình gói thầu số 7 không có thông tin về giấy đăng ký kinh doanh của các bên tham gia ký kết hợp đồng và không ghi rõ thành viên đứng đầu liên danh theo quy định pháp luật. Hợp đồng thi công xây dựng không thống nhất mức thu hồi của từng lần thanh toán theo quy định pháp luật tại gói thầu số 7. Các bên không thỏa thuận trong hợp đồng về số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán và điều kiện thanh toán theo quy định pháp luật tại gói thầu số 07. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Như Công, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ký công văn gửi các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh về việc phối hợp cung cấp thông tin liên quan công ty cổ phần tập đoàn Thuận An. Theo công văn, qua theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông liên quan việc công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, vi phạm quy định về đấu thầu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương chỉ đạo các phòng, đơn vị rà soát các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn có liên quan đến doanh nghiệp này, nhà thầu, nhà đầu tư. Qua đó, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để tổng hợp báo cáo các cơ quan chức năng theo yêu cầu. Doanh nghiệp này cũng trúng gói thầu tại dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Hà Giang với giá trúng thầu là hơn 815 tỷ đồng. Ngoài ra, tập đoàn Thuận An còn trúng nhiều gói thầu xây lắp ở các địa phương khác nhau trong giai đoạn 2019-2023. Trong ngày 17 tháng 4, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, qua rà soát, các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh báo cáo không có dự án nào do các cơ quan ban ngành của tỉnh làm chủ đầu tư có liên quan đến tập đoàn Thuận An. Vai trò chủ đầu tư thì ở Quảng Nam không có, còn dự án do Bộ làm chủ đầu tư thì phải hỏi Bộ. Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam thông tin. Theo tìm hiểu của báo Người Lao động, Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, tiền thân của tập đoàn Thuận An cùng đơn vị liên danh từng trúng thầu hai dự án do các đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đó là gói thầu XL17, dự án thành phần 2, giai đoạn 2, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, gia cường các cầu trên quốc lộ, bảo đảm đồng bộ tải trọng khai thác trên tuyến, và gói thầu XG02, thuộc dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14E. Liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An, ngoài Nguyễn Duy Hưng, C03 còn khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Thuận An, cùng về hai tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Bị can Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc tập đoàn, bị khởi tố bắt tạm giam về tội đưa hối lộ. C03 cũng khởi tố bắt tạm giam hai cán bộ của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang gồm Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban, Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, và tội nhận hối lộ.
khởi tố bắt tạm giam Hoàng Thế Du, trưởng phòng Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tội vi phạm quy định trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Bộ Luật Hình sự 2015 cho thấy người nào phạm tội gây thiệt hại 1 tỷ đồng trở lên có thể bị phạt tù lên đến 20 năm. Đối với tội đưa hối lộ, người phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm. Trong khi đó, tội nhận hối lộ quy định người phạm tội nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản 5 tỷ đồng trở lên sẽ bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Trước đó, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, bị can Nguyễn Duy Hưng bị bắt trong quá trình Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Cùng vụ án, C03 ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ. Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An bị C03 khởi tố bị bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai cán bộ của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang gồm Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc Ban và Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội nhận hối lộ. Khởi tố bắt tạm giam Hoàng Thế Du, trưởng phòng Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh trên, C03 đã tống đạt các quyết định tố tụng, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét những người trên để phục vụ điều tra. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết thêm, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng lên tiếng vì bị nhầm ảnh với Chủ tịch Tập đoàn Thuận An. Cũng trong diễn biến của vụ việc trên, bị đăng nhầm ảnh với ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thuận An, người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam. Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Chứng khoán SSI, đã lên tiếng đính chính để không ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Cụ thể, ngày 16 tháng 4, ông Nguyễn Khắc Hải, Giám đốc khối phụ trách luật và kiểm soát tuân thủ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, đã có văn bản gửi cơ quan chức năng thông tin về sự nhầm lẫn hình ảnh của ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán SSI, trên một số phương tiện truyền thông. Tại văn bản này, ông Nguyễn Khắc Hải cho biết vừa qua các phương tiện truyền thông đưa tin Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, cùng đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty này và các đơn vị tổ chức có liên quan. Tuy nhiên, trong luồng thông tin này, một số đơn vị đã trích dẫn hình ảnh ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Chứng khoán SSI, dùng làm hình ảnh các bị can. Theo ông Hải, việc đưa thông tin sai lệch như trên là vi phạm các quy định của luật báo chí, luật dân sự và nghị định liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy định các hành vi nghiêm cấm là sử dụng dữ liệu cá nhân trái với quy định của pháp luật để bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng dữ liệu cá nhân để tạo thông tin dữ liệu, gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân khác. Văn bản từ phía chứng khoán SSI nêu rõ, việc sử dụng hình ảnh sai lệch gây hiểu lầm từ những cơ quan ngôn luận không chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân ông Nguyễn Duy Hưng mà còn tác động ảnh hưởng đến uy tín của các tập đoàn lớn mà ông đang nắm giữ các chức vụ lãnh đạo cao nhất, gồm chứng khoán SSI, Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN. Hai doanh nghiệp này đang có cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó gây ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của các cổ đông, nhà đầu tư, có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán.
Do đó, phía công ty chứng khoán SSI đề nghị các cơ quan chức năng liên quan có những can thiệp kịp thời, đính chính thông tin chuẩn xác để tránh hoang mang dư luận, gây ảnh hưởng đến an ninh thông tin thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thị trường và các nhà đầu tư. Trong bối cảnh thị trường và nền kinh tế đang có nhiều biến động về mặt thông tin, rất cần sự vững tâm từ các nhà đầu tư và thông tin chính xác từ các cơ quan ngôn luận chính thống. Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch chứng khoán SSI cho rằng, mặc dù ông không quan tâm đến thông tin đồn thổi bên ngoài, nhưng thông tin sai lệch từ báo chí sẽ tác động tiêu cực đến thị trường nên ông cần lên tiếng đính chính. Thị trường hiện tại vốn rất nhạy cảm, mọi thông tin đến từ cơ quan thông tấn chính thống đều có tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư. An ninh thông tin trên thị trường không chỉ đơn thuần là câu chuyện của truyền thông, của một doanh nghiệp, mà là của thị trường, ông Hưng nhấn mạnh. Trước đó, sau phiên sụt giảm mạnh gần 60 điểm của thị trường chứng khoán, chiều 15 tháng 4, rất nhiều nhà đầu tư đã hoang mang. Một số chuyên gia chứng khoán sau đó đã phân tích nhiều nguyên nhân khiến thị trường bất ngờ đổ sụp, trong đó có một số tin đồn vô căn cứ. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.